Rồi bây giờ mời ba ứng cử viên lên giới thiệu nè. Ứng cử viên thứ nhất. Giới thiệu đi chứ. Rồi xuống đọc đi. Rồi cầm đọc hết luôn nha. Rồi đọc hết đi. Thế là trò chơi: 1. Tận dụng rác thải bỏ đi. 2. Không được sử dụng mỏ hàng thiết. 3. Không được nhờ người lớn làm giùm nếu bị phát hiện loại. Và rồi bây giờ đang chung đây vậy đúng không? Đúng. Khánh cầm, Khánh chỉ, Khánh. Hello anh chị em, bữa nay Tài đổi lại chiến thuật ra sớm hơn tụi nó. Giờ mới có 2 giờ rưỡi á, mình ra sớm hơn để mình gìn nó, coi nó có ra đúng giờ không, cũng như là chuẩn bị một số cái gì ta hết biết rồi, bí rồi. Nói chung là trong đây nó sẽ có cái thể loại cuộc thi nó nằm trong đây nè. Một chút nữa mình sẽ đưa cho nó đọc nha. Giờ mình đi kiếm chỗ mình núp mình gìn nó thôi. Trời cũng sắp mưa rồi, chui ra đây nè. Wow, hiện tại chuẩn bị xong hết trơn rồi. Nhưng mà kỳ này có hỗ trợ thêm 10k cho người tham gia trò chơi tiếp theo. Còn đây là phần thưởng. Wow, trò chơi tiếp theo sẽ là cái gì thì mời anh chị em đón xem nha. Nhưng mà kỳ này anh chị em mình chính là ban giám khảo luôn. Ba giờ kém 5 rồi, cái bọn nó dụ mình nữa hay gì rồi. Để gốc cây này ngồi đợi ơi. Thôi để đi coi máy dầu chạy còn có lý hơn. Không biết là nó có thấy mình không anh chị em. Chứ Tài thấy tụi nó rồi, đứng ở trong kìa. Thì mình nấp ở đây mình gìn nó, mình đi từ từ vô. Tụi nó là tới anh chị em ơi, núp vô. Không biết nó thấy mình không à. Kìa anh chị em mình thấy cái chỗ này không, nó xanh xanh đó. Kìa đó. Mày đó. Bắt được căng căng rồi. Vậy rồi. Giờ này mấy giờ rồi? Được 3 giờ. 3 giờ đúng nè mày. Ở trong ban bay thằng nào đại diện đó Hòa? Nào. Tôi phải không? Rồi thằng nào nó nặng hơn nha. Giờ mấy mày cầm hết. Qua đây cho nó mát rồi. Rồi bây giờ đang chung đây vậy đúng không? Đúng. Khánh cầm, Khánh chỉ, Khánh. Chúc khui mấy khui nha. Đâu, đưa kiểm quà coi. À, kiểm cho đủ đi. Coi hợp lại không? Trời ơi, đủ hết. Hợp lại nha anh chị em. Rồi cầm ơi. Rồi ba hàng nào chơi, có chơi đủ 3 hàng không? Là tao biết tao tính. Đủ 3 hàng. Đủ 3 hàng phải không? Ừ. Đủ. 2 cái hả? Tử, làm chứ hả? Tử. Đây. Có hỗ trợ nha. Rồi 3 hàng là cam kết tham gia rồi đúng không? Nè đó, tao trao nó bị chia sao bị chia nha. Một phần này ơi. Con với trời nè. Này đưa tao chi nữa. Đưa nó đổi mà. Rồi. Khui Khánh chỉ ra đi. Dạ. Cậu. Thôi tao mất tiêu 10.000. Cái 10.000 đó nó có lý do hết trơn, nó không phải 10.000 không đâu. Đâu có lý do. Tao chuối xuống. Trời. Rồi tao thấy tờ giấy in là tao thấy nghi nghi rồi. Giấy cho tao. Đó ra. Rồi thằng nào đọc? Này, tôi đọc đi. Thằng nào đây vẫn đọc lớn này. Đọc xuống. Nè cầm. Cục tao nè. Rồi xuống đọc đi. Rồi cầm đọc hết luôn nha. Rồi đọc hết đi. Thế là trò chơi: 1. Tận dụng rác thải bỏ đi. 2. Không được sử dụng mỏ hàng thiết. 3. Không được nhờ người lớn làm giùm nếu bị phát hiện loại. Và hoàn trả lại phần thưởng trước đó. 4. Sử dụng tối đa 3 viên pin tiểu. 2 chữ A. 2A. Đã đăng ký nhưng tự ý bỏ cuộc thì người chơi phải có trách nhiệm toàn hoàn trả lại quà trước và sẽ được giữ lại làm quà cho người thắng cuộc. Người thắng giải đáp phải đáp ứng các yêu cầu sau: 1. Tàu chạy nhanh nhất. 2. Sự sáng tạo cộng mỹ thuật. Phần hưởng là tiền mặt giá. Phần hưởng là tiền mặt trị giá 50k. Đúng. Kết quả cuối cùng thuộc về số lượng bình chọn trên kênh TikTok Đoàn Phú Tài sau 3 ngày đăng tải video. Đọc luôn ngày không? Ừ, bữa nay ngày 1 tháng 6 thì ngày 1 tháng 6 bao nhiêu? Ngày 1 tháng 6 năm 2024. Rồi. Rồi tính chừng nào thi? Học thi hả? Ừ. Chốt ngày đi. Để coi ai. Ngày 1 tháng 6. Rồi, tháng 6 thì 10 đây. Kẹp mày. Trời em xong rồi đó. Về nhà, hãy thằng này vô, cặp pin vô nữa. Rồi, ngày 3 tháng 6 đi. Rồi, còn đây là phần thưởng 50k cho ai thắng giải nha anh chị em. Đây những ba khuôn mặt, vô từ từ để ba khuôn mặt này giới thiệu cái đó. Rồi bây giờ mời ba ứng cử viên lên giới thiệu nè. Ứng cử viên thứ nhất. Gì? Giới thiệu đi chứ. Cái gì? Tên gì? Thôi, tôi đại diện tôi là Khánh. Thôi. Bây giờ xin đầu. Đúng rồi. Không ơi. Thầy mày. Là hôm đó tao gì đây này. Ra con bạn với lại. Rồi, xin thầy đây. Kêu chúng báo lên hay lắm. Tao mày ơi, đét. Tới ghê nè. Tới ghê nè. Ao Trình. Rồi, giới thiệu đi. Anh hỏi là có họ cần hỏi tên hay là không? Đúng rồi, họ tên đều đầy đủ. Học lớp mấy? Học lớp qua học. Học lớp buổi. Mày lên nhất đi cháu. Mày lên nhất đi. Mày hô ông hô mà ông đã hô ông rồi. Giới thiệu ai? Chịu sao ta? Tên Cẩn Khánh. Như mày đi chào cờ vậy đó, đi chào cờ vậy đó. Lớp 7 2. Sao? Hài bời. Sao hài vậy? Từ từ. Hỏi gì cho biết đi. Tôi Nguyễn Văn Khánh, hôm nay tôi 6 tuổi. Vỗ ta. Vỗ ta, hay quá. Vỗ ta. Lại. Tôi Nguyễn Văn Khánh, hôm nay tôi lớp 6. 12 tuổi. Rồi tôi Nguyễn Văn Khánh. Tôi chạy thắng. Lớp 82. 13 tuổi, 14 tuổi. Còn con tên Nguyễn Quốc Trung, con 72, con năm nay 13 tuổi. Có biệt danh là gì không? Có. Ba thằng rất là biệt danh khác nhau luôn. Giới thiệu biệt danh chứ đi. Con là Trúc Mâu. Con thằng này là Khánh Thị. Đột. Còn tôi là chạy. Còn tôi là Một Lịch. Không, này là heo. Heo tính tôi. Heo luôn hả? Ừ, đúng rồi. Đâu cỡ là hành trình kiếm cái ai? Đi khơi thôi, đi dài vô con nói cây đằng đẵng mà nói cái cây nó không có cái dấu chặt. Cô đi vô con nói cái dấu chặt con nói ủa hỏi cái cây này không có đi vô con nhìn trời rồi thăm rồi. Rồi bên đó môn đâu? Bên kia kìa. Đâu dẫn qua đó môn rồi. Đi đây. Đi nè. Đi đi. Bên đó môn là mình bên cháu nó dễ lấy hết luôn. Con kiếm đó môn được. Không, chúng lấy hồi trước bữa, chúng lấy trước bữa. Nên đâu lấy được. Chúng nó nằm sát mé. Nó có nằm ở trong đâu. Nằm ngoài mà. Nằm sát mé nè vậy. Phải. Vô ngoài. Mày nó tóc quá. Cái nó còn xài không mệt lắm. Cái nó xài đó. Đâu nó môn lụm chỗ nào? Ở đằng này nè. Ở đây nè, con không nhớ kỹ nhưng con nói có cái lá. Con nói ở đây nè. Cái ổi nhỏ. Phải cây này không? Cây này cây bên đó. Cái này hay cái bên đó gì đây nè. Không nè. Đây nè. Ủa ba bên được. Chú Tài này bên này đâu chú Tài? Đó. Ông bên này đâu chú Tài? Nhà chứ đâu. Ồ, rồi đấy. Chú Tài mai mốt con gửi ông in vài trăm miếng in bằng chung nhìn thắng lên sao hai anh điên Mỹ tâm. Vì đây là Tài đi quay thực tế nên khó có thể tránh những màu màu ngoài ý muốn nó xảy ra, nên có gì anh chị em mình thông cảm bỏ qua nha. Thì cuộc thi Tài xin nhắc lại là sẽ được diễn ra vào 15 giờ ngày 6 tháng 3 năm 2024 này. Và kết quả cuối cùng người thắng cuộc trong cuộc thi sẽ thuộc về quyền quyết định của anh chị em mình. Rồi, tạm biệt anh chị em. Bye bye.